Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 8 tháng 10 2019 và hôm nay mình tiếp tục mang đến một đề tài liên quan đến nông nghiệp tự nhiên. Và trước khi đi vào đề tài này, mình mong là mọi người có thể đi quan sát thật kỹ khu vườn của mình, xem tình trạng sức khỏe của khu vườn mình như thế nào trước. Mình tin là sẽ có nhiều người nghi ngờ là khoa học hiện nay và các kỹ thuật nông nghiệp hiện đại ngày nay nó có thực sự là tốt cho người nông dân hay không, hay nó chỉ là những cái chiêu trò lừa đảo của những nhà nghiên cứu của các công ty và nó quá xa rời thực tế mà mình không có, và nó gây lại rất là nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mình nghĩ là đề tài này rất là nhiều người nghĩ đến rồi, có thể là họ chưa có điều kiện nói ra hoặc là vì lý do kinh tế này nọ họ không thể làm được thôi, nhưng mình tin là đã có nhiều người nghĩ đến. Thế hôm nay mình chỉ đóng vai một người đặt vấn đề để chúng ta cùng nhau thảo luận thôi nha. Bởi vì cái vấn đề gì đặt ra thì cũng phải cần tranh luận rất là nhiều thì nó mới đi đến kết quả tốt đẹp được. Chứ nếu như mình mà cứ thao thao bất tuyệt một mình mình nói không thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Mình mong là các bạn cứ nhiệt tình tranh luận. Vì nội dung này nó có rất nhiều vấn đề nên trong một clip mình không thể nói hết tất cả được, nên mình sẽ chia cái nội dung này thành một vài video thứ và mình sẽ đưa hết vào trong cái danh sách phát trong kênh của mình mang tên là Nông nghiệp tự nhiên. Nếu ai muốn theo dõi nông nghiệp tự nhiên có thể vào kênh mình và tìm cái danh sách phát nông nghiệp tự nhiên đó thì sẽ thấy hết được những video này. Mình sẽ chia thành từng phần khác nhau bởi vì nếu như mình nói dài quá thì sẽ rất là nhàm chán, mà một ngày mình không thể nói hết được tất cả các vấn đề liên quan đến nông nghiệp được, nên mọi người thông cảm nha. Đầu tiên là sẽ đi vào cái phương pháp kiểm tra tình hình sức khỏe của khu vườn. Thì mình sẽ đặt ra một số tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là mình phải đi kiểm tra đất của vườn mình. Tất cả đều áp dụng cho vườn cây lâu năm, cây công nghiệp thôi chứ không phải cây rau màu đâu. Cây rau màu thì mình chưa dám nói nhiều đâu nha. Là xem đất của vườn mình như thế nào. Đầu tiên là pH đất. pH đất xem đất của mình quá chua, quá kiềm hay là đất tốt, bình thường. Nhưng mà đa số các vườn cây ăn trái, cây công nghiệp thì đa số là dạng đất chua hết á. Chứ hiếm vườn nào mà cân đối lắm. Mọi người có thể xem quan sát những cái cây cọ trong vườn mình ấy. Nếu như vườn mình mà mọc cọ lá tròn nhiều ấy thì có thể đất đấy nó khá là tốt rồi. Nếu như vườn mình mà mọc cọ lá dài quá nhiều, đa số là mấy cái cọ chỉ, cọ cú, mấy cái cây cọ lá dài dạng đó ấy, thì khả năng đất chua rất là cao. Còn để chắc chắn hơn thì chúng ta có thể đi ra tiệm phân bón, tiệm thuốc, tiệm lớn một chút ấy, thì họ sẽ bán mấy cái giấy quỷ đa năng màu vàng vàng ấy thì nó cũng rẻ thôi. Chứ quỷ tím thì nó mắc lắm. Nên chúng, hoặc là nếu ai mà có máy đo pH thì càng chuẩn nữa. Còn không có những dụng cụ đó, chúng ta chỉ cần quan sát những cái cây cọ trong vườn là chúng ta có thể đoán ra được đất mình đang ở trạng thái chua hay là kiềm rồi. Đa số là chua thôi. Và thứ hai là độ ẩm đất. Thì xem coi là ví dụ như chúng ta đi vào cái lúc khoảng buổi trưa trưa ấy, xem độ ẩm đất như thế nào nha. Chúng ta phải đào đất lên xem là cái bề mặt của nó là nó có quá khô hay không, và đào xuống khoảng 5 đến 10 cm thì cái độ ẩm đất đấy như thế nào. Chúng ta có thể cảm nhận, những người mà làm nông nghiệp lâu năm thì họ có thể cảm nhận được là đất như thế, độ ẩm đất như thế có thể đạt hay không nha. Cái đấy thì phụ thuộc vào kinh nghiệm của mọi người thôi. Mình cũng, nếu như mình nói các cái thiết bị đo độ ẩm các thứ thì cũng không nói đến làm gì nữa rồi, nhưng nếu như mà dùng cảm quan mà mình nhìn bằng mắt thường thôi ấy, thì phải phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm. Nhưng thường là cái vườn nào mà nhiều cỏ ấy, thì độ ẩm đất nó sẽ cao hơn, còn cái vườn nào ít cỏ thì nhất là buổi trưa là nó bay hơi, cái mặt đất ấy nó rất là khô luôn. Thì mà vi sinh vật trong vườn ấy thì nó chỉ phát triển được cái tầng đất mặt đó là chủ yếu thôi. Nếu như mà đất khô ấy thì chắc chắn là hệ vi sinh trong vườn mình không có tốt được rồi. Thế mọi người chú ý nha. Thứ ba chính là độ ẩm đất. Thì độ ẩm đất là chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta đào sâu khoảng nửa mét đi, 30 cm đến nửa mét. Nếu như trong cái độ sâu đó mà chúng ta thấy từ trên mặt đất mà xuống dưới cái độ sâu đó mà nhiệt độ đất không thay đổi bao nhiêu hết thì là được. Còn nếu như mà chúng ta đào xuống mà sâu có nửa mét thôi mà cái nhiệt độ đất nó đã thay đổi rất là nhiều rồi, cái bên xuống dưới nó đã lạnh hơn trên mặt đất rất là nhiều rồi thì là không tốt rồi. Đơn giản vậy thôi. Và cái thứ tư nữa là chúng ta xem cái tầng mùn, cái tầng đất mùn ấy nó có dày hay không. Nếu như đất tốt thì cái tầng mùn nó sẽ dày, còn đất xấu thì tầng mùn nó không dày.
Cái này thì đơn giản rồi. Và cái tất cả những yếu tố mình vừa nói nó sẽ quyết định rất nhiều đến hệ vi sinh vật ở trong đất. Nhiệt độ đất phải ít thay đổi, là khoảng nửa mét trở lên là nhiệt độ khá là đồng đều, chứ nó không phải là càng xuống càng lạnh. Dĩ nhiên là càng xuống càng lạnh nhưng mà nó khá là cân đối thì mới được. Rồi độ ẩm đất cũng phải có, rồi pH đất cũng phải cân đối một chút thì vi sinh vật mới phát triển tốt được. Còn nếu như mà thiếu những cái yếu tố đó thì vi sinh vật trong đất mình sẽ không được nhiều, và vi sinh vật có lợi lại càng ít nữa, và nó sẽ không hoạt động tốt được. Và cái vườn của mình phụ thuộc cực kỳ nhiều vào cái lượng vi sinh vật trong vườn đó luôn, chứ không phải là những cái vi sinh mà mình mua ở ngoài đâu. Vi sinh ở ngoài mua thì nó rất là yếu ớt và chưa chắc đã thích nghi được và chưa chắc đã tốt đâu. Nhưng cái vi sinh vật trong vườn mình là cực kỳ quan trọng, cây phụ thuộc rất nhiều vào vi sinh vật đó luôn á. Sau khi mà theo dõi đất xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ theo dõi cái bộ rễ của cây, là xem cái rễ cây nó có bị lồi lên trên mặt đất hay không. Nếu như mà cái rễ cây mà nó lồi lên mặt đất quá nhiều thì đó là cái hệ quả chúng ta sử dụng phân hóa học quá nhiều. Bởi vì không ai rảnh rỗi mà đi bỏ phân hóa học theo cái kiểu mà đào đất lên rồi rải phân xuống, cái đó hiếm lắm. Đa số là người ta muốn nhanh thì người ta phải tranh thủ đi lúc sắp mưa là người ta đi rải phân trực tiếp trên mặt đất thôi. Đấy là phương pháp người ta hay dùng. Nhưng chính cái lý do đó nó sẽ làm cái rễ cây của mình có xu hướng ăn lên trên mặt đất ấy, nó lồi dần trên mặt đất. Thì rễ cây mà lồi lên mặt đất thì chắc chắn là không tốt rồi. Tại vì bản năng của cây thì nó phải rễ, nó phải nằm dưới mặt đất, mà nó lồi lên chắc chắn là không tốt, chắc chắn là sẽ mang rất nhiều hậu quả. Bệnh tật các thứ cũng dễ xảy ra rồi, tuyến trùng rồi, rất là nhiều yếu tố, và cây cũng không phát triển tốt được. Nên cái bộ rễ của nó mà lồi lên là không được nha. Ngoài cái yếu tố mà mình bón phân hóa học quá nhiều hoặc rải phân trên mặt đất quá nhiều làm rễ lồi lên, thì cái yếu tố xói mòn đất thì cũng sẽ làm rễ nó bị lòi lên. Nên cái việc nuôi cọ trong vườn rất là quan trọng để chống cái tình trạng xói mòn đó, và cũng chống cái tình trạng mà rễ bị lòi lên luôn, tại vì nó có cái lớp cọ che phủ rồi ấy, thì rễ nó ít bị lòi hơn. Khi mà chúng ta bỏ phân thì phân nó cũng nằm trên mặt cỏ, nhưng mà sợ cỏ ăn phân thì chúng ta chỉ cần phát cỏ, sau khi phát cỏ xong bỏ phân là vừa, tại vì cỏ đã bị phát rồi là nó sẽ không ăn phân được nữa. Đến khi mà cây nó ăn phân xong xuôi thì cỏ mới mọc thì đâu còn vấn đề gì nữa đâu. Xem đất, xem rễ xong xuôi rồi thì bây giờ xem lá cây. Chúng ta xem cái lá cây ấy mà nó bị sâu ăn. Nếu như cái lá cây bị sâu ăn mà bị từng lỗ, chỉ một vài lỗ nhỏ ở trên lá thôi, đó là lá của mình khá là khỏe mạnh. Bởi vì lá khỏe, lá cứng chắc thì con sâu nó sẽ không thể ăn nhiều được. Lá đi, nếu như mà cái lá nó yếu ớt, nó không tốt ấy, thì dinh dưỡng của nó sẽ rất là ít. Nhưng cũng 100g lá đó mà lá nó tốt, nó đặc, nó chắc thì dinh dưỡng nó sẽ nhiều hơn. Và cái lá khỏe mạnh ấy thì nó sẽ cứng hơn và nó dai hơn, thì con sâu nó không thể ăn nhiều được. Và nó, cái lá nó chất lượng ấy thì con sâu nó ăn một chút là nó đã no rồi, nó đâu cần phải ăn nhiều đâu. Còn cái lá mà nó cứ bợ bợ, nó mọng nước ấy, thì con sâu nó phải ăn cực kỳ nhiều nó mới no được. Nên chúng ta theo dõi, ví dụ như một con sâu mà nó ăn chỉ được vài lỗ trên lá thôi, chứng tỏ là lá nó khỏe. Còn nếu chúng ta thấy một con sâu mà nó ăn cực kỳ nhiều, ăn hết cả mấy cái lá, chọc lóc hết luôn ấy, thì cũng xem lại cái vườn, tình hình sức khỏe của vườn mình nha. Tại vì lá mà lụng ít ít thì không sao, chứ lá mà ăn, hoặc là bị nấm bệnh cũng vậy. Nấm bệnh nếu như mà lá vườn mà khỏe mạnh thì nó cũng chỉ bị vài đốm bệnh trên một lá thôi, chứ hầu như nó ít khi mà bị nguyên cái lá, hoặc là từ lá này lây qua lá kia lắm, nó ít bị lây lắm. Còn vườn yếu thì nó sẽ lây từ lá này qua lá kia. Còn với cái lá vườn mà khỏe mạnh ấy thì nó chỉ bị một vài đốm bệnh và cây nó sẽ tự hồi phục lại được, hoặc là nó sẽ tự rụng cái phần bị bệnh đó đi rồi tạo ra một cái lỗ thủng trên lá thôi. Cái bệnh nó rụng đi cái là xong, không có vấn đề gì hết, là cơ chế bảo vệ của cây là nó như vậy. Và ngoài cái việc mà nó tự phân hủy cái chỗ bệnh đó đi ấy, thì nó còn phát triển những cái lá xung quanh phát triển mạnh hơn để bù lại quá trình quang hợp, để bù lại mất mát do cái lá đấy gây ra nữa. Đấy là phản ứng của cây. Nếu chúng ta không thấy những cái hiện tượng đó là vườn chúng ta đang bị yếu rồi. Và tiếp theo nữa là chúng ta xem xét tình hình sâu bệnh và tình hình thiên địch ở trong vườn.
Ví dụ như sâu bệnh thì ai cũng biết nó gồm những cái gì rồi, còn thiên địch nào là những con bọ rùa, rồi mấy con chuồn chuồn, rồi kiến, vân vân. Thì mấy con thiên địch đấy chúng ta xem xét xem là nó có đông hay không, so với loài sâu bệnh ấy thì nó có đủ số lượng để mà tiêu diệt loài sâu bệnh đó không, hay là nó quá ít, hay là chúng ta đi thấy sâu trong vườn nhiều, bệnh trong vườn nhiều mà chúng ta tìm mãi không thấy mấy con thiên địch đấy là có vấn đề rồi. Thường là chúng ta mà phun thuốc sâu cho vườn ấy thì đa số là chúng ta sẽ giết những con thiên địch trước, còn những con sâu bệnh thì nó sẽ khó chết hơn, bởi vì chúng là có cái cơ chế bảo vệ giống như con rệp, thì nó sẽ có cái lớp sáp bảo vệ nó rồi. Con rệp nó có cái lớp sáp phấn bảo vệ nó rồi. Một số bệnh thì nó kiểu như là nó ẩn ở trong lá ấy, thì chúng ta có xịt thuốc thì cũng đâu có làm gì được nó đâu, hoặc là sâu đục thân ở trong gốc cây ấy, phải xông hơi cực kỳ mạnh mới giết được nó. Còn mấy con chuồn chuồn rồi mấy con bọ rùa các thứ, mấy con kiến nó không có cơ chế bảo vệ đó nên nó sẽ chết trước những cái con sâu bệnh. Chúng ta càng xịt thuốc sâu nhiều thì những cái loài thiên địch lại càng chết nhiều và sâu bệnh chúng ta lại càng nhiều. Mà sâu bệnh đã càng nhiều chúng ta lại càng phải xịt thuốc nhiều hơn nữa. Đó là một cái vòng luẩn quẩn luôn, nó không có là càng ngày càng phải dùng nhiều thuốc sâu chứ không có thể giảm được cái mật độ sâu trong vườn đâu. Và mình tin là những vườn nào mà áp dụng các khoa học kỹ thuật hiện đại càng nhiều thì chúng ta đi xem xét những tình hình đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái vườn của mình nó càng yếu. Bởi vì khoa học các thứ nó chỉ dạy cho chúng ta những cái kỹ thuật nào mà coi như là cách ly cái cây của mình hoàn toàn với tất cả những cái điều kiện bên ngoài. Đáng lẽ cây nó phải sống chan hòa với các điều kiện bên ngoài. Còn khoa học thì thường là dẫn chúng ta tách biệt cái cây của mình ra khỏi những yếu tố đó, những yếu tố thời tiết. Rồi những thời tiết thì họ còn dựng nhà kính này nọ. Cái vấn đề nhà kính mình sẽ nói ở video sau. Còn vấn đề sâu bệnh thì phun thuốc, rồi vấn đề dinh dưỡng thì lại bón phân hóa học các thứ, chứ không phải là dinh dưỡng từ trong đất. Tóm lại là khoa học đều dẫn chúng ta tách cái cây ra khỏi tự nhiên. Và điều đó thì không tốt một chút nào cả, bởi vì chúng ta cho dù có tài giỏi đến mức độ nào chúng ta cũng không thể điều khiển tự nhiên được. Chúng ta phải sống chung với tự nhiên mới là lựa chọn đúng nhất. Bây giờ nói đến cây thì nó hơi khó hiểu một chút, chúng ta sẽ nói đến con người trước nha. Con người chúng ta là thường chia thành ba trạng thái, đó là người gầy, người cân đối bình thường và người gọi là thừa cân béo phì. Thì người gầy sẽ có những bệnh của người gầy, ví dụ như là huyết áp thấp, rồi thiếu máu, rồi hay đau đầu, chóng mặt. Thì nhưng mà cái bệnh đó nó không quá nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy là nó yếu nhưng mà nó gọi là không quá nghiêm trọng. Còn những người mà bị béo phì thì họ lại có những bệnh về béo phì như là cao huyết áp, rồi đột quỵ, rồi tim mạch, tiểu đường vân vân. Thì những cái bệnh mà của người béo phì ấy thì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hơn là người gầy. Và cái trạng thái người cân đối khỏe thì sẽ là khỏe mạnh nhất. Cái đó thì ai cũng hiểu rồi. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ đến cái cây của mình. Bây giờ mình sẽ nói đến cái chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn thì bao gồm rất là nhiều thành phần và thường thực vật, các cây cối, các thứ người ta gọi là thực vật nó sẽ đứng đầu tiên. Tại vì thực vật nó sẽ tự tổng hợp được chất dinh dưỡng nuôi nó nhờ ánh sáng, nước và không khí. Thông qua quá trình quang hợp, nó sẽ tự tổng hợp được cái chất dinh dưỡng để nuôi nó. Còn những cái dinh dưỡng từ trong đất thì chủ yếu nó đi tìm những cái chất khoáng, các thứ ấy, và những cái chung vi lượng ở trong đất. Còn những cái chất dinh dưỡng mà nuôi nó thì nó lấy từ ánh sáng, nước và không khí là chính, chứ không phải là hoàn toàn từ trong đất đâu. Nếu như chúng ta nghĩ cây nó lấy dinh dưỡng hoàn toàn từ trong đất thì không đúng rồi. Giả sử như chúng ta trồng một cái cây ở trong bóng tối, cây đó nó sẽ chết liền, nó không thể lên được. Mà nếu có lên được nó rất là còi cọc và dần dần nó cũng chết thôi. Cho dù chúng ta có bón phân tưới nước đầy đủ thì nó cũng chết. Nhưng nếu một cái cây mà chúng ta trồng ở ánh sáng đầy đủ, không bón phân, không gì hết, cứ để nó bình thường đấy thì nó không có chết được. Có thể là nó sẽ còi cọc đi thôi nhưng mà nó vẫn không chết được. Bởi vì nó tự tổng hợp được ánh sáng dinh dưỡng từ ánh sáng, nước và không khí từ quá trình quang hợp mà. Đó là đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Tiếp đó là sẽ là loài động vật ăn thực vật, là những cái con bò, con dê, mấy con ăn cỏ đó. Rồi sau đó lại đến cái loài mà động vật ăn động vật, là những cái con hổ, con báo này nọ, mấy con mà bắt mấy con ăn cỏ để ăn ấy,
thì cái chuỗi thức ăn nó sẽ sinh khối, nó sẽ dần dần cộng lên đúng không? Là từ cái loài tự tổng hợp được chất dinh dưỡng đến cái loài mà ăn cái dinh dưỡng của cái thực vật tự tổng hợp đó, rồi lại đến cái con mà ăn cái miếng thịt đó để mà lấy dinh dưỡng, thì gồm ba cái đó. Rồi con người mình thì người ta cũng xếp vào loài ăn tạp, là ăn cả thực vật lẫn động vật. Còn vi sinh vật thì khỏi nói rồi, vi sinh vật không thể xếp riêng vào cái khâu nào được hết, từ đầu đến cuối đều có sự tham gia của vi sinh vật, không thể vắng được, nên vi sinh vật sẽ tham gia vào tất cả các khâu. Sao mình lại nói cái chuỗi thức ăn này ra? Bởi vì chúng ta, nếu như chúng ta để ý sẽ thấy là hầu như là mấy cái quá trình sản xuất nông nghiệp của chúng ta ấy, hiện nay hầu như là mang về đi chăn nuôi là chính, chứ cho con người ăn thì đâu được bao nhiêu đâu. Giả sử như chúng ta trồng ngô, lúa, bắp các thứ thì mấy cái ngô rồi lúa rồi đậu các thứ mình thấy chủ yếu mang về nuôi mấy con heo, con gà, con động vật sản xuất thức ăn chăn nuôi là chính thôi à. Còn con người mình không ăn được bao nhiêu cái thứ đó hết. Mà nông nghiệp hiện nay thì nuôi tất cả những thứ đó về dạng béo phì, dạng thừa nước, thừa mỡ đi. Thì cái trạng thái đó là kích thước thì rất là to, nhưng mà vật chất thì lại không có nhiều. Đó là lý do mà ví dụ như con trâu con bò ngày xưa nó ăn cỏ trong tự nhiên ấy, thì nó không cần ăn nhiều, và các thứ nó đều ăn một lượng vừa phải là nó đã đủ nuôi nó rồi. Thì bây giờ mấy cái con động vật mình nuôi nó phải ăn cực kỳ nhiều luôn. Thì mình không biết là tính ra từ khi nuôi một cái, ví dụ như nuôi con heo đi, từ khi mà nó mới sinh ra đến khi nó lớn lên, không biết là nó ăn hết bao nhiêu ký bắp, bao nhiêu ký thóc luôn á, rồi bao nhiêu ký cám, ký đậu luôn. Nó phải ăn rất là nhiều nó mới lớn được như thế. Cái số lượng thức ăn của nó cực kỳ nhiều luôn thì nó mới lớn được. Chứ tại vì nông sản bây giờ nó rỗng mà, gọi là cấu tạo rỗng ấy, chỉ là được cái to xác nó mềm nhũn, to xác mềm nhũn ra thôi, chứ vật chất thì không có bao nhiêu, nên khối lượng thức ăn phải rất là nhiều. Là đấy là từ cái khâu mà từ cây cối đến động vật ăn cỏ trước, rồi bắt đầu chuyển qua cái con động vật ăn thịt. Cái con ăn cỏ nó bị rỗng như thế, nó ăn những thức ăn rỗng thì nó đã bị thiếu chất rồi và nó không không được đặc chắc rồi, thì chuyển sang cái con ăn thịt thì cũng vậy thôi. Thì cái thức ăn nó thiếu từ đầu rồi thì mấy con sau nó cũng phải thiếu à. Thì coi như là kéo theo một dây chuyền là đều yếu ớt hết. Và con người chúng ta cũng vậy. Rau củ quả rỗng phải ăn nhiều. Và rau củ mà còn chưa nói đến là rau củ quả ngấm hóa chất các thứ nữa. Rồi lại nói đến là rau củ quả trồng trong nhà kính nữa. Bản năng của cây nó sống ở ngoài nắng, ngoài thiên nhiên, có tia bức xạ, tia cực tím các thứ, và có côn trùng sâu bệnh đầy đủ. Tất cả những cái đó cộng kết hợp với nhau để tạo ra một cái cây khỏe mạnh đầy đủ chất. Nó sẽ kích thích cái cây tiết ra khả năng tự vệ, rồi tiết ra các chất để chống lại tia cực tím, vân vân. Những cái chất đó nó ở trong cây, khi chúng ta ăn vào thì chúng ta mới có được những cái sức đề kháng, tại vì chúng ta là loài phụ thuộc mà, chúng ta là loài đứng sau trong chuỗi thức ăn. Thì cái cây nó có độ trước thì cơ thể chúng ta ăn vào thì mới có độ được. Nếu cái cây nó đã thiếu rồi thì chúng ta ăn vào không thể độ được. Chứ bây giờ nếu chúng ta trồng cây trong nhà kính, ngăn chặn tia bức xạ, rồi ngăn chặn côn trùng này nọ. Mình có đọc một cái nghiên cứu nào đó lâu rồi mình không nhớ, người ta nói là khi cái con côn trùng gây bệnh hay là con thiên địch không cần biết, nói chung là côn trùng nó đậu vào cái lá cây, thì cái lá cây nó sẽ có cơ chế lấy một ít, một tí tẹo thôi nha, cực kỳ ít luôn, mình không thể thống kê được cái số liệu cực kỳ ít đó đâu. Nó hấp thu một ít chất enzyme từ trong cái chân của con côn trùng đó ấy, từ cái enzyme đấy để nuôi cái cây. Nó lấy cực kỳ ít nên mình không thể nhìn thấy được và không thể nhận biết được, nhưng mà nó có lấy ấy để tạo ra cái sức đề kháng cho nó. Nếu như mà không có con, mình để trong nhà kính không có con gì bay vào hết thì cây nó sẽ không lấy được cái đó và nó đã thành thiếu chất rồi. Và những trường hợp khác cũng giống như vậy thôi. Nên cái cây mà chúng ta càng cách ly với điều kiện tự nhiên thì cây đó lại càng trở về trạng thái rỗng và càng trở về cái trạng thái thiếu chất. Không phải là chúng ta cứ bón phân cân đối đầy đủ là đã có chất đâu. Tự nhiên nó cực kỳ nhiều chất luôn. Cơ bản nó chỉ có các nguyên tử phân tử
và dựa vào các điều kiện của tự nhiên, những nguyên tử phân tử đấy nó sẽ sắp xếp thành những cái dạng phân bón và những hoạt chất khác nhau. Nhờ các điều kiện tự nhiên nó mới sắp xếp được như thế. Nếu như thiếu các điều kiện tự nhiên thì nó sẽ thiếu những cái cách sắp xếp đó, và cây của chúng ta sẽ thiếu.